Xe mất dấu. Mẹ hai anh này tác tìm thôi, tính ra chạy nãy giờ vòng tròn khu này luôn á. Đang không có xe đuổi nha. Không thấy trực thăng luôn rồi nè. Trực thăng cũng đang mất dấu nha. Khoan đã, chị mới xảy ra vậy. Đây, giới thiệu với anh, đây là driver bên... của em, đây là bác. Bác, à đúng rồi, bác Kim Thang nè. À, đây, anh này bắt đầu anh kia Nam Tàu đúng không? À, đây bắt đầu Nam Tàu, đây là cái mic nha bác nha. Wow, xin chào bác nha. Xin tự giới thiệu anh là cây bích. Hiện tại mặc đồ Missy Phú thôi. Ây da, đau à. Trời ơi khổ quá, đang giới thiệu mà sao lại té hoài vậy nè. Thế luôn, bây giờ là hiện tại là em nhờ cảnh sát để gọi thêm SWAT rồi. Nhưng mà cũng không chắc là không, nên là đang gọi là có một cách test nữa là tạm thời là lau đồng hồ đã. Hoặc là đi chay à. Hoặc đi chay thì em đi cung đường là khó nhất mà em có thể đi để cho anh cái bích anh ấy xem trước. Trời ơi dữ vậy. Được không? Được, thôi như thì thế nó sẽ đỡ phải đợi cảnh sát. Chứ bây giờ đợi cảnh sát thì không biết. Thì nhanh mà, không, cảnh sát hồi sát xong giờ này. Thì nhanh nhất là lau nhà, nhưng mà lau nhà nó tương đương tạp hóa rồi. Ừ, thôi còn đi tập hóa đi chứ. Bắc lười lắm. Bắc trước giờ có đúng rồi, đúng rồi. Đó thấy chưa? Muốn cứ kêu đi lau đồng hồ mà lau đồng hồ bây giờ nó cứ bị thừa bị kiểu nó bị chip đúng không? Nó bị chip moment. Nó... Thôi hai người cho nó chip moment cho số điện thoại đi. Cho số điện thoại nhau đi. Ok à, đây em từ em cũng giới thiệu luôn, đây là Sipoli. Thằng này là ông trùm V núm nhá. V núm két cửa hàng trong vòng 3 phút anh ạ. Wow. Em biệt danh là Locksmith. Ừ. What? Nó vê núm 8 cái mã số đấy trong vòng 3 phút. Ủa kìa. Ông. Mà cày thế nhỉ? Ông đi bệnh viện đi. Khổ vãi. Không sao, vẫn còn chịu được. Trời ơi, dám ba mấy vết thương này. Bạn muốn nhìn nhầm rồi. Tôi từ két cái máy tính tiền đầu tiên đến cái vê núm xong là 3 phút chứ mình. À đấy, tức là toàn bộ 3 cái két ở trong wow. Cửa tập hoàn toàn là 3 phút. Đây giới thiệu bố, đây là hai nhân vật mới nổi. Mới nổi? À đâu? Trong làng gì? Nổi chắc cũng lâu rồi đó nhưng mà giờ mới biết. Không, bữa nay không nổi đâu, bên chìm mà. Ờ đúng rồi. Chìm phải chìm chứ, mình đừng có nổi quá. Tội phạm mà nổi thì là thấy mẹ rồi. Mày sao cái xuống đàm nhìn sợ thế nhờ? Dạo qua gara tí bạn ạ. Số đàm của biệt đội đặc nhiệm đó mốt. Bố không biết tắt phốt 1141 à. Ủa nhưng mà có cần mình lặn không? Không, không cần gì hết. Không anh ơi, không anh ơi. Ok đúng không? Đúng rồi. Người ta vô tao bẻ rồi đúng không? Ờ, có người bẻ đúng rồi, bố đứng ngoài nói chuyện thôi là được. À, tao bẻ, tao đang nghiện bẻ. Có người chết bỏ đi bạn ơi. Ủa, không, ổng nằm á chứ có chết đâu. Không, cái giá này giống như ba người lận. Ừ, thôi kiếm vô nào nó vắng vắng hơn đi. Ra mấy cái xăng nhẹ đấy. Thì cây xăng với ngân hàng. Ờ, mình cứ dạo tí đi cũng được. Bạn ơi, đi vòng qua lại đổi xe đi bạn ơi. Tôi Bu đang đi sang đấy. Ui giời. Ở đâu cơ? Tôi Bu đang sang đổi xe. Bắt được thì chọn. Được đó. Cái phòng thái là chuẩn rồi đó. Vậy mà con giấc cu lơ này ảo diệu ta. Bơ mu hả? Bơ mu nãy thấy nhớ trong đội xe sao? Thờ hỏi kệ cũng được. Con xe như hai thằng lần mày. Mình xem qua thôi anh. Mình xem qua thôi, xem qua thôi. Trời ơi, còn xe có nhà nữa nè. Tại đây không mất đâu. Gọi ra ngoài này được không? Hai người hả? Ủa còn ai ở trong nữa vậy? Còn hai người lắm. Nhưng mà ai ở trong nữa vậy? Không biết, hình như là thằng Bơ Mu á. Bơ Mu với thằng nào á? Thì đó, Bơ Mu với thằng nào á, gọi thằng nào ra đi ra đi để Bơ Mu trống thôi. Ông là vô mẹ luôn, làm hai thằng luôn. Trong khu của anh mà.
Ờ, làm hai thằng Green được John mà. mà. Làm hai thằng đi. Hay không phải Green John. Anh chắc chưa? Green John tùy thuộc theo cái chủ sở hữu đó, muốn Green John hay Red John cũng được hết. Ok, cái đấy anh xác nhận rồi tôi nha. Mọi người đừng cho nó đây. Em trai vào thành phố thì em bán được bọn nó à. Dạ. Nói chuyện điện thoại nhanh đi. Vui lòng cúp máy luôn. Đây nói chuyện nhau. Em chào anh ạ. Mày la thử đi, mày la đi. Ê, đi nào. Xách cái xe, lết cái đít ra đây mà lên. Đi lên xe, ra ngoài kia đi lên xe. Nào. Em sợ. Em sợ. Nào nào nào, chưa cần xíu, chưa cần xíu ở đây, chưa cần xíu ở đây. Lúc này. Nhưng mà con xe của em đeo khóa, khóa con xe rồi được không anh? Rồi, ok. Rồi. Ok. Cho khóa xe luôn đó. Ok. Để đi gọn vào cho ai độ xe còn độ. Ờ, được. Xích cái xe lên cho anh lùi xe lại cái này anh driver ơi. Chui vô cái cớp này. Không sao đâu, cớp này tôi lao xăng lắm. Lên xe ngồi nhanh em. Sạp lắm. Em vào cốp là em bị rơi xuống lòng đất anh ạ. Không. Không cần vào cốp, lên xe ngồi. Vậy lên xe đi, Ok. Lên đi. Ủa ông già chui luôn rồi nè. Trời ơi, người già mà sao có cái chui cớp vậy hả? Trong này này. Thế nào? Anh muốn tạo hóa nào anh tránh đi. Đi cái này đi. Anh có tin giơ tay hẹn giật thế nào? Mình thấp thấp dưới này đi cho nó. Vừa có chỗ đổ xăng luôn. Ai cha nhiều xe quá ta. Không sao. Ủa. Không sao, trực thăng này bình thường không có vấn đề gì. Xuống xe thôi, xuống xe thôi. Ờ cố đi ra anh. Nào đi vô. Xong này luôn hả anh? Đúng rồi, xích vô, xích vô. Anh thấy em hợp tác không? Hợp tác là tốt, hợp tác là tốt. Tí anh chia cho em ít nhá. Để coi đã. Chưa làm, chưa có làm gì hết trơn rồi đòi chia rồi. Dạ, dạ, dạ. Quỳ xuống. Quỳ như nào anh ơi? Anh driver xếp xe đi. Đó, đúng rồi đó. Anh ơi, em hợp tác. Anh bình tĩnh ạ. Được, chúng tôi bình tĩnh lắm, chúng tôi cool lắm. Ăn cơm trái không cho bình tĩnh hơn nè. 1.000 thôi, với 1.000 đó, combo 3 đồ ăn 3 nước đó. Anh ơi, cho em bán lại được không? Em có nhiều quá. Ồ, thế à? Đó. À, đây rồi, bên cảnh sát tới rồi. Kết trong. Đúng như trong kế hoạch nha. Cái tập hóa này có 2 cái két nữa, hai cái máy tính tiền nữa, lấy cho đủ nha. Lấy xong hết rồi. Hả, nhanh vậy. Cứu em. Mấy anh cảnh sát cẩn thận nha, tụi tôi có con tin đó. Con tin giá trị cao đó, producer của 420 đó anh. Nào. Anh có nghe tiếng cầu cứu chưa? Đó, nguy hiểm lắm đó nghe chưa? Cái đụng về một sợi tóc quay là các anh to tội đấy. Trời ơi, tóc anh này bổ lúa thì làm sao? Giải trí đấy. Tóc anh này bố lúa vậy sao mà đụng được, đụng nó cứ bị gọi là cứng cứng đó. Mấy anh đổ xăng chưa? Đổ xe một trực thăng rồi, đổ xăng rồi. Anh cần đổ xăng không? Đổ xăng rồi à? Đổ xăng rồi, đổ xăng rồi. Sao rồi? Nào, mấy anh xích ga không được nhìn bảng số nha. Tôi che bảng số rồi đó. Nhưng mà tôi nhìn bố đó rồi sao? Giả vờ không biết thì tôi che lại rồi. Tôi che bảng số rồi. Thế này thì coi như tôi quên nhá, không được nhìn bảng số nha. Quên này. Nào, mấy anh đứng xích ga xíu nào, đứng gần con tin quá, con tin nó bị hồi hộp đó, nó độc ráp bây giờ. Để lại một người anh cho tôi nói chuyện với con tin gái được không? Thế đứng đây nói chuyện đi. Em ghi lại cái biển số này. Ê, anh ơi, tôi vẫn che biển số mà, anh kỳ vậy. Thế ra anh phải đứng đấy chứ, anh đi ra, anh nhìn anh bị tôi dụ rồi, tôi giả vờ ra kia, anh bỏ che luôn. Không, tôi vẫn che đó nha. Chuẩn bị đàm phán đi, con trắng này. Đây. Rồi, bây giờ. Cho con tin ra đi. Đàm phán chuẩn bị đi. Dắt con tin ra đi, dắt con tin ra. Cho con tin hát một bài đấy anh ơi. Trời ơi, tôi dắt ra rồi, tới giờ dắt ra rồi. Thôi đến giờ rồi, đi rồi. Ra xe đi, anh đầu xanh này ơi. À anh này, anh con tin là tên Bơ Mu à. Anh Bơ Mu đi ra đây nè. Có cần điều kiện gì không? Đây. Đề nghị mấy anh giãn đường phía này ra chút xíu cho chúng tôi chạy cái. Rồi anh cầm búa để con tin đi. Xibel nhá. Ok, mấy anh cho xin 2 phút chạy nha. Còn một cái xe nữa chạy. Rồi đi.
Ê, bạn này cái kết nhanh này kêu chờ chờ chờ. Là xe nhá, là xe. Ôi chà, đi đi đường còn chất sành luôn á hả? Dẫn một xe theo được nha. Một xe vừa leo lên, hai xe leo lên. Ây chà, cái đường đi này nhỉ? Là cũng hai xe dẫn theo được nè. Được đó, cũng gọi là em cứ để em đi bọt cho nó được. Ok. Hai xe xa nha. Cái đường đi này cũng đỉnh cao đó. Hơi nguy hiểm thôi, tại vì mấy hai xe lố nha. Ây chà, chóng mặt quá. Được đó nha. Mua xe xa. Đêm mà xe mất dấu. Mẹ hai anh này tác tìm thôi, tính ra chạy nãy giờ vòng tròn khu này luôn á. Đang không có xe đuổi nha. Không thấy trực thăng luôn rồi nè. Trực thăng cũng đã mất dấu nha. Khoan đã, chị mới xảy ra vậy? Tìm góc tối bạn. Được. Kiếm chỗ nào mình núp cái đi. Mất khuất tầm nhìn cái đi. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Tôi cứ định vị ra được chuyện gì xảy ra luôn đó. Chà, nhanh vậy ta. Rồi đợi xíu nha. Trời ơi, hai này làm nhanh quá, tùy cũng hơi bất ngờ đó. Thì bọn em cũng chạy 3 lần trực thăng rồi. Cả lần này tính là 3 lần thoát trực thăng rồi. Đúng rồi. Thì hầu hết là trực thăng họ đang bị bay thấp, nên là cái việc họ xuất cao góc hầm khó. Đúng rồi đó, chỉ cần đi qua hầm là trực thăng cái bắt đầu bị lúng túng liền, là không biết bay tiếp hay đứng lại. Thật ra chỉ cần bay cao lên giữ khoảng cách là thấy được hai đầu hầm là bắt được à. Nhưng mà đó, trực thăng trong đây để bay hơi thấp. Ây chà, anh này, mấy anh này cũng phân tích đúng như gì mình phân tích luôn đó. Một tí nữa rồi mình cùng tần số rồi, cùng tần số rồi. Lại có hứng làm tội phạm rồi, holy shit. Thôi bây giờ có cho về cấp độ không nhờ? Không, cầm đi. Nếu có cầm đúng không? Alo. Cụ đào 30 phút nữa. Không tâm cụ nha. Lập băng anh ơi. Không thì chơi lớn không. Bây giờ nếu mà làm tiếp thì chỉ có tội chồng tội thôi. Tức là áp lực nhân đôi đó. Không không, bắt đảm bảo để lấy. Tốn một tí xong rồi trả. Cất đồ ở đâu cũng được mà. Mày quăng đồ ở đây đâu đi, lát nhớ mày lại lấy. Bây giờ cất đi, cất trong đâu cũng được. Chứ tội chồng tội cũng vui đấy. Lần trước, lần trước khi lấy con xe này đổ lên thì cũng có đi làm một lần lau nhà và hai lần tạp hóa, tức là chồng 3 lần tội. Nhưng mà vẫn thoát luôn. Nhưng mà vẫn thoát. Nhanh gọn hiệu quả mặt đó. Cười, nhìn là biết chơi như GTA rồi. Trời đang mưa này. Hai xe rồi. Nhiều người. Từ đó, đợi một chiếc đi, mình bắt chiếc còn lại cũng được. Ủa khoan đã, giống như là xe quen ấy vậy. Đông lắm. Đi bỏ đi. Bố đây. Em nhìn cái tim này tao sợ quái lồn mà. Siêu nhân. Thôi. Đồ má xinh luôn. Cho ngó cái coi ai vậy? Có những ai vậy? Trời ơi. Toàn xanh là xanh. Chịu. Toàn xanh là xanh à. Chịu. Thua. Cái xe đó con như của anh Hiếu á. Trời ơi. Anh ơi, đây quay lại xem có xe đi bớt chưa. Chặn xe vàng luôn. Không, xe để đi đàm rồi. Hai đứa này có vẻ đi chung nè. Tóm hai đứa luôn chắc đi. Chắc rồi. Hai người làm sao được. Được. Không, bắt đứa, bỏ nhỏ con gái lại. Bắt đứa nhỏ con gái lại, ừ. Bỏ nhỏ con gái lại. Được. Sao không chọn bạn nữ nhỉ? Thế thì không, bắt đứa con gái, bỏ thằng trai lại. Đây, để tôi đi xuống cho. Hai đứa ơi, đừng lên xe rồi.
Ê, ê, dừng xe đi em ơi. Dừng lại điều chỉ cho là 2 giây. Đây, đây, em hướng dẫn cho em nha. Bây giờ nè, em buông chìa khóa ra, bước xuống xe và để bạn nữ lên. Đúng rồi, em có muốn là một người đàn ông không? Cảm ơn em. Hay là người phụ nữ này sẽ thay em lên xe cam nha. Giờ bạn chọn đi thay bạn nữ hay là để bạn nữ đi? Bạn nữ lên xe đi. Bạn nữ lên xe đi. Trời ơi, cặp đôi này lên xe, đây, lên xe này nè. Bạn nữ lên xe này ngồi đi. Tụi anh mượn chút xíu thôi, nhưng mà em hoàn toàn em vui lòng lên xe. Em vui lòng lên xe đi. Cho đây. Cho em đưa nốt quả cam được không? Được luôn. Hai bay tâm tình, hai bay tâm tình nhanh đi. Ừ, đó, nói với nhau những lời gần cuối đi. Em lấy cam trong cốp đi, cho anh bỏ cam trong người vô. Nhanh đây, anh không có thời gian em. Đúng rồi, đúng rồi. Nè, hai em bây giờ rồi. Muốn á thì muốn đi theo người kia thì người xe ngồi đi em. Vậy giờ sao mở chốt được? Bây giờ ai đi nè, rồi. Anh trai đi, chị gái ở lại đúng không? Ừ, chị gái ở lại, chị gái lên xe đi. Thôi đây, anh được chìa khóa. Chị gái lên xe đi, gái. Muốn thì chị gái đi theo cũng được, nhưng mà không được lao vô cứu đâu nha. Thì cho họ đi theo thôi, họ có nhìn thôi chứ họ làm gì được đâu. Xe đi em trai. Lên xe luôn. Ngồi đi, cho em ngồi đi. Đúng rồi, lên ngồi đi. Cất cái điện thoại đi. Cho nó lên nha mày. Rồi. Chị gái ngoan ngoãn nha, không được báo công an nha. Báo công an là tiễn biệt người yêu luôn đó. Đi. Em thấy cái này quen quá, mình làm cái khác được mấy anh? Không, cái này làm hoài à. Cái này đối với anh nó lạ lắm em. Ờ, cái này lạ đó. Lần nào em đi ra qua đây đổ xăng cũng đầy cảnh sát hết á. Okay. Nào, muốn có muốn gặp lại bạn gái hay không? Thì hand up xong rồi sờ, lộn quỳ xuống. Tao lột cái ba lô mày ra bây giờ đó. Nói chứ nãy giờ đi làm có đói bụng không? Không anh ơi. Ờ, tới đâu vậy? Tưởng đói bụng. Em nghe này quen quá à. Mọi người cứ hỏi em đói bụng không á. Thế lại em mất 1,000. Tưởng làm con tin sợ quá. À, đây rồi. Đó, ra kiếm nó đi. Well. Lột cái cam anh chơi rồi. Kết hai nha. Well. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhờ những anh cảnh sát. Trời ơi, không có báo thế này mà vẫn đi làm cướp là thế nào anh? Trời ơi, vẫn như cũ thôi. Bây giờ là... Báo trước với anh là xe của anh mà bây giờ mà bị bắt là bị phạt X2 đấy nhá. Vâng, chúng tôi biết điều đó. Nhưng mà vẫn kèm bản số đó nha. Ok, tôi có đòi xem biển số đâu. Ơi, anh thấy đó. Nạn nhân kỳ này là một cặp đôi ở đâu? Đây là một anh trai đang đi gọi là bán cam với một chị gái thì bị bắt. Ờ đấy. Đó là kết cục của những người gọi là có bạn gái của thành phố này. Đúng rồi. Cho nên là anh ế anh cứ ế đi nha, có bạn gái thì coi chừng đó. Anh có đổi con tin đâu? Tôi đổi cho anh con tin này. Không được, tụi tôi bắt những người có cặp đôi thôi. À thế à? Ờ, anh có bạn gái đi thì tôi đổi. X-Baby đúng không? Thế giờ. Đúng rồi, tao đây là X-Baby. X-Baby à? Ờ, đúng rồi đó. Nào mấy anh, đang mấy anh có muốn gọi là bị mất đi một cặp đôi trong thành phố không? Mình lùi lại chút xíu. Này, anh cho tôi hỏi một câu cái. À, hỏi đi. Thanh niên mở khóa bên trong là ai mà mở nhanh đấy? Ờ, tôi cũng không biết nữa. Mở nhanh đến nỗi mà tôi chưa nói xong nữa câu chuyện nữa là xong cái khóa rồi. Chưa kịp đàm phán nó xong mẹ rồi nhanh thế. 4 khóa nhá. Ờ. Này vào cầm khóa đối tượng bạn đi. Bạn ơi khóa chậm chậm thôi để mấy anh cảnh sát tâm sự xíu. Để thì để em đợi trong này anh ơi. Ờ ok cứ xong rồi kêu nha. Ok. Ủa chị ơi không có quay phim ở đây. Chị quay phim thì chị tính tốn tiền tụi tôi hay gì? Kêu con đó đi chỗ khác đây. Đi chỗ khác đi. Có tao cha tao chém nó đó. Không tao quay. Học tập để làm cảnh sát. Nè. Này em định học tập làm cảnh sát nhưng mà em nhìn các anh. Chị tưởng tụi tôi là. Chị tưởng tụi tôi đùa à? Đưa cái điện thoại đây em lên. Ok. Đó, đi, chạy thiệt lẹ đi. Anh ơi, con bé này nó bảo nó hát một câu rồi là cảm hóa các đối tượng này. Không, tụi tôi đang chạy hát lắm. Ờ, không nghe đang hát chuyên nghiệp tự nhiên nghe hát cái cảm hóa hết là sao? Trời ơi, người ta có khả năng cảm hóa mà. Sao mới có 2-3 xe à? Ủa? Chụp xăng của bọn anh đâu rồi? Không ai đàm phán nữa giờ, qua nói chuyện với bạn nó rồi. Bởi anh vì, ơi, còn mấy cái vụ nữa mà tôi phải chia người ra chứ. Ôi thế à? À thế à? Thì con tin một xe đưa về thì có 2 xe đuổi thôi à? Thế từ từ tôi điều trực thăng đến, đang gọi trực thăng đến mà. Lùi lại tụi tôi chuẩn bị ra nè. Danny ơi. Ở đây, có một người rồi, ở đây, gọi trực thăng đến ra rồi đó. Thế có ai lái trực thăng không?
Nó đi ăn cơm rồi anh ạ, hết mẹ người lái xe tăng rồi. Thế thì 3 xe đuổi, 1 xe dẫn con tin về, hay là anh muốn 4 xe đuổi? Thôi, thế chắc 1 xe dẫn về, 3 xe đuổi. Đi qua bên phải. Nào, tôi thả con tin đây. Tới chiếc mô tô. Mấy anh đón con tin đi nè, con tin sợ hãi quá nè. Leo lên đi. Chết mẹ rồi, hình như là nhiều người cướp quá hay sao quá. Đi thôi, lên đi anh cầm búa ơi. Xịt bèo nha. Ây da. Ui chà. Không có trực thăng thôi nha. Hình như là đang có một hội nữa đang cướp chung này thì sao có... Ờ. 3 xe bạn ơi. Mở khóa nhanh chứ gì? 4 xe, 1 xe xa nữa. Ba xe sát. Úi chà. Càng quá, càng quá, mưa to. Kéo dài khoảng cách đó nha. 1 xe sát, còn lại xa. Đúng rồi, bình tĩnh là được. Bây giờ hai này còn kiểu short color cho nhau nữa. Đúng là cặp bài trùng đó. Vẫn sát nữa. 3 xe. Chúng ta chỉ nên ngồi xem thôi. Đang bám gần nha. Chuyên đuổi cắt như vậy, chuyên đuổi gần dữ vậy. Áp sát vậy là có thể tông nữa nha. Bấm rất sát nha. Áp sát này là muốn tông nhìn rồi đó. Nhìn ông này chạy xe giống Randy Bullitt bên No Pixel VC Bill mặt cười, có hoa tiêu chảy kinh hồn. Tông thì tông, một xe tông. Lố cả ba xe. Được đấy. Không, anh này chạy đơn giản hiệu quả thôi. Không màu mè, không cầu kỳ. Hay là cũng phải làm con giấc cu lờ này nhờ. Bắt đầu thấy con giấc cu lờ này OP rồi đó. Vẫn chạy được, vẫn chạy được. Không sao, bình tĩnh. Hai xe khác. Hai xe khác nhau nha. Hai đội xe khác nhau đấy. Một con Cruy, một con Sheriff. Hả? Má nhìn được loại xe cảnh sát luôn hả? Tôi tưởng hai chiếc xe cảnh sát giống nhau chứ. Không sao, cái này nó vẫn trong cái under control nha. Nhưng mà cái đường này khó đi quá, đường này lố đà cảnh sát không hẳn với người không mà. Gần thì được thì về thành phố dễ chơi hơn. Mưa này không, anh này không chạy nhanh được. Vẫn 2 xe. Có khoảng cách rồi đó, xử lý được đó nha. Ăn được chiếc này nè. Úi dồi, không ăn được. Ai lấy hai chiếc này được không? Vẫn 2 xe. Ây da, muốn ăn. Xe rất bị tông. Cruy đang đuổi. Chậm thôi, đúng rồi, ăn nhau cút cua là được. Quái ta, phải quay nữa. Có vẻ là quay đấy. Sát nữa. Một xe thôi. Có này trâu nhờ. Wow. Ok. Ừ. Xuống dốc này là dễ ăn nhau, gọi là cái kỹ năng chơi liều nè. Đang tốc độ nhanh các bạn ơi. Khúc này quẹo một cái là cảnh sát bay luôn nè. Đúng rồi đó. Bây giờ cảnh sát kìm được rồi. Vẫn sát một xe thôi. Đúng rồi. Tạt hẻm đi. Bây giờ hẻm này nguy hiểm vậy. Hẻm này hơi gắt. Ủa rồi, hay rồi, bơm nhau. Ủa, để bơm nhau rồi.
một xe trượt dài 30 mét. Được đó, được đó. Anh lối, trời ơi anh lối mà anh có mở mít đâu, anh lối với người xem thôi. Tại vì anh run quá đây nè. Để có thể thêm xe nhá. Này thích chui hẻm này quá ta. Nhưng mà cảnh sát hơi bắt đài rồi đó. Một xe. Trừ khi phải lỗ gắt tí nữa. Lỗ đâm. Hay rồi. Tạo khoảng cách được rồi đó, Gần bắt dấu bạn ơi. Chặt lấy dấu lại đây nhá. Chặt một vòng tròn là đẹp. Bay lỗ. Một xe xong nữa. Ok. Thấy chưa nhỉ? Ok, chuẩn bị cắt dấu đi bạn ơi. Hay đó. Vẫn còn tiếng nhưng mà chắc là mất rồi đó. Úi dồi ôi. Mất hình. Trời. Ra đường nữa hả? Mất hình mất tiếng. Mất hình mất tiếng. Góc đồ đấy bạn ơi. Úi dè. Trời ơi. Ôi già, trời ơi, vô đây luôn á hả? Giống Need for Speed dữ trời. Được đó. Anh thấy tính giá không? Cao pha này đó nha. Tôi chạy ra ngoài. Đây là bài ngoài thành phố đấy. Trời mưa nên là ừ đúng rồi, không trời mưa. Trời mưa chạy ngoài thành phố, xe mình yếu hơn xe cảnh sát nhiều. À, tôi xin phép làm một điều nhé. Ok bạn. Hồi trẻ tôi cũng lắc léo người đó đó. Sao tìm được? Không biết rồi, nhưng mà chạy thôi. Sao tìm được? Đi. Không mày nữa, quá trời phát. Sao rồi? Hai xe vô rồi. Driver tập trung lái, scouter cô gắt VC Bill anh ạ mặt cười. Rồi hai xe vô rồi, bỏ đi. Bỏ đây. Không có ra được đâu. Đi. ông già này suốt ngày tội nghiệp ấp không nha. Chụp góc xa bên góc rìa thành phố bạn ơi. Đi được bạn ơi. Góc này chắc là có thể là mò đoán khi nào hư xe rồi em give up nha bố. Cái điên hả? Hai xe nó vô. Hầm to đi bạn ơi, hầm to đi, hầm to đi. Để vào bao được thì trốn xong đã. Rồi nha, để vậy thì thằng sẽ móng đạn. Được rồi, xuống cống luôn. Cái này cháu nhờ. Mình đứng trong đó mà biết là hảo diệu bãi cái liền á. Số lúc xăng. Cứ ống đó, đó á, ok cô nè. đi hết hầm nhá, xong mà tới gần đồn cảnh sát á, đi xuống cái cống luôn, đi rồi đi một cái cống nữa xuống thẳng xuống tới cái khu làm cảng á. Đi. Đúng rồi đấy, hiểu ý rồi đó. Biết luôn đó. Rồi đi xuống
thẳng lên. Ờ, đúng rồi, đi đây cũng được. À, đi xuống cuối đường luôn. Biết nữa thì chịu. Có thể nãy cảnh sát đi qua nghe tiếng. Tích. Ừ, có thể có ai nói to qua. Nãy để thì thầm thách mà. Không, không thể nào biết được cái hầm đó được. Vô lý nhỉ? Đấy không, không phải vô lý, nhưng mà con xe đến xe lùi. Xe lùi, con đấy con xe lùi có thể họ thấy cái đường này họ check. Họ đi lùi chứ không phải họ đi thẳng thẳng xe vào ấy. Nhưng mà họ có thể nghe tiếng xong họ lùi lại để check ấy. Ừ, bây giờ để thì thầm đi, để thì thầm nó đàn đi là ok nhé. Này mà tìm ra được nữa thì thua luôn. Ừ. Hắc hồn mà. May mà lúc đấy cái anh cảnh sát kia anh ấy xuống xe. Xuống xe thì mới tông được. À, xuống xe là mới đẩy xe ra đấy, mình tông xe mới đẩy bị đẩy ra, chứ còn người ngồi trên xe là nó bị cứng luôn. À, để tổng kết lại hai vụ này, hai vụ là 52 cuộn tiền với khoảng 7.000 tiền sạch. Trời, mẹ, 52 cuộn nếu đủ. Nếu đủ gì nữa, ý là để là thành công rồi. Nhưng mà vẫn chưa có thẻ nha. Má, số lượng ít quá, nó bị ít quá hiểu không? Mai tao kiếm vụ lớn cho là. Lớn luôn. Alright. Là tập hóa lớn hay là lớn lớn của lớn lớn? Không, lớn lớn của nhỏ nhỏ. Ê, lớn lớn, nhỏ, cái nhỏ nhỏ của cái lớn hơn ấy. Nhỏ nhỏ của lớn lớn. Nói dạy đi, không hiểu gì hết. Không, bây giờ bảo lưu ít 3 tội. Không, thực ra chỉ cần chủ yếu là làm để coi hai cái này làm sao thôi cũng được đó. Nhưng mà tập hóa gì nó sắp phá đảo rồi.